chào các bạn nha. Nay để mình quay cho các bạn xem chiếc xe cuốc tầng dài gà mổ vịt này các bạn. Gấp đất lẻ trên sông các bạn ơi. Có chiếc chạc xe cuốc đó, chiếc sàn chạy tới nữa nè các bạn. Như cái chiếc này là cái chiếc 07 nha các bạn. Chiếc này cần rất dài luôn các bạn ơi, gấp đất lẻ trên sông là rất ok luôn. Nó kéo cái chẹt ngang để cho ghe lúa chạy vô chạy ngang cái gì đó các bạn. Đây chiếc ghe lúa chạy tới nè các bạn ơi, chiếc ghe lúa rất khẩm luôn, chiếc ghe rất là to luôn các bạn. Ngã ba hay gì các bạn ơi, bị gì nó thổi kèn lên cho ghe ở ngoài ta biết là nó đi ra kênh chim lớn. Rồi chiếc xe cố có đầu múc tiếp các bạn.
rau nó múc rất là đầy luôn á các bạn. Ôi có cái gốc cây dễ lú lên. Có cái ông đó ông xuống đem dây xích xuống cột cái cây của ông lại hay gì đó nha. Cái đó là nó cào mấy cái cây hay gì đó các bạn. Ở đây là gần cái chạy mọc các bạn, bởi vì cây nó ngâm ở dưới đây rất là nhiều luôn nha.
anh ta anh lặn dưới luôn á gì các bạn ơi, lặn xuống cái cây luôn á gì rồi. Đó, nổi lên. Anh ta kéo cái khúc cây của ảnh lên nó gì đó các bạn ơi, ở trên đó hình như là có máy tời máy kéo gì đó, kéo khúc cây lên kìa. Thôi giờ mình xin kết thúc video tại đây nha các bạn. Hẹn các bạn video tiếp theo ha.